Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Lợi ích tuyệt vời của trái vải và những nguy hại khi ăn vải quá nhiều. Quý anh chị thân mến, trái vải với hương vị đặc trưng thơm, giòn, ngọt thanh được rất nhiều người yêu thích. Nhưng trái vải có công dụng gì và liệu ăn nhiều thì có tốt hay không? Bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về công dụng của trái vải đối với sức khỏe ở trong cái video này. Thứ nhất là tác dụng nổi bật của trái vải đối với cơ thể. Tác dụng thứ nhất là bổ sung vitamin dồi dào. Trong trái vải có nhiều vitamin C, E, K, B6 rất cần thiết và có lợi cho sức khỏe. Chỉ cần một trái vải, bạn có thể nhận thêm 10% hàm lượng vitamin B6 cần thiết trong một ngày. Đây là loại vitamin đóng vai trò cần thiết trong một số hoạt động của cơ thể như là tiêu hóa, phân hủy thức ăn, tham gia tạo hồng cầu giúp cơ thể chống viêm. Và cái tác dụng thứ hai là chứa calo thấp, dùng tốt cho người đang giảm cân. Một chén vải chỉ cung cấp 125 calo giúp bạn bổ sung chất xơ dồi dào, vitamin cần thiết và giúp giảm cơn thèm ngọt hiệu quả. Đó là những cái lợi điểm tuyệt vời để liệt trái vải vào cái danh sách thực đơn cho người giảm cân. Và tác dụng thứ ba đấy là tăng cường hệ miễn dịch. Một chén vải chứa khoảng 135 mg vitamin C. Nhờ hàm lượng vitamin C tương đối cao của trái vải sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật, đặc biệt là cảm cúm. Và tác dụng thứ tư đấy là chất giảm đau tự nhiên. Trong vải có cái hợp chất flavonoid có cái tác dụng là như chất giảm đau, giúp chặn đứng quá trình viêm sưng và ngăn chặn sự tổn hại các cái mô khi mà cơ thể bị tổn thương do tác động từ bên ngoài. Và thứ năm đấy là điều hòa huyết áp. Trái vải là cái thực phẩm giàu kali và kali là cái yếu tố cần thiết để cơ thể kiểm soát huyết áp. Bên cạnh đó thì vải cũng chứa hàm lượng sodium natri vô cùng thấp nên càng trở nên lý tưởng cho việc điều hòa kiểm soát huyết áp. Và tác dụng thứ sáu đấy là ngăn ngừa nhiều bệnh tật, chống lại các cái gốc tự do, ngừa ung thư hiệu quả. Trái vải là cái loại trái thứ hai chỉ sau dâu tây chứa cái lượng chất chống oxy hóa và polyphenol dồi dào giúp cơ thể tả xung hữu đột với các cái gốc tự do vốn gây nhiều bất ổn cho cơ thể, bảo vệ tim, ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch. Hàm lượng vitamin C cao trong vải hữu ích cho cái việc mà bảo vệ tim. Hợp chất oligonol vô cùng quý giá trong trái vải giúp cho tim khỏe hơn. Thịt trái vải lại có nhiều hợp chất flavonoid có vai trò cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa những cái bệnh về tim mạch. Nghiên cứu cho thấy thì những người ăn trái vải thường xuyên giảm tần suất gây nhồi máu cơ tim so với những người khác. Và tác dụng thứ bảy là giúp nuôi dưỡng làn da. Chất chống oxy hóa trong vải có lợi cho làn da, giúp da khỏe mạnh hơn, loại bớt nếp nhăn, cho làn da căng tràn sức sống, giúp tăng nét trẻ trung. Vấn đề thứ hai trong trái vải đây là cái nguy cơ gây hại đối với sức khỏe khi mà ăn vải. Ở đây có một số cái vấn đề, cái nguy cơ thì chúng ta có thể xem sau đây. Thứ nhất là gây dị ứng. Vải có thể là gây phản ứng dị ứng như là suy hô hấp, phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt. Ăn quá nhiều vải có thể gây rối loạn chuyển hóa đường trong cơ thể, phát sinh các cái triệu chứng dị ứng. Cái tác dụng thứ hai là gây nóng trong người. Trái vải có tính nóng, ăn nhiều dễ làm mất cân bằng nhiệt trong cơ thể, gây nhiệt miệng, mụn nhọt, chảy máu mũi, đau họng. Phụ nữ mang thai và trẻ em không nên ăn quá nhiều trái vải. Và cái tác dụng thứ ba không tốt, đấy là không tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Trái vải có khả năng làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Người bệnh tiểu đường, thai phụ có tiền sử tiểu đường, thai kỳ không nên ăn nhiều loại trái vải. Khuyến cáo là chỉ nên ăn ít nhất là hơn 6 đến 7 trái trong một lần ăn. Và thứ tư đây là có cái thể gây ra cái triệu chứng là say vải. Ngay cả những người sức khỏe bình thường cũng không nên ăn quá nhiều vải. Cùi vải có chứa nhiều glucosa. Nếu ăn một lượng lớn vải tươi một lúc có thể khiến lượng lớn này có thể khiến cái lượng lớn đường này vào máu vượt quá cái khả năng hấp thụ và chuyển hóa của gan. Khi đường glucosa tăng đột biến, cơ thể sẽ phản ứng tăng tiết insulin để làm hạ cái nồng độ đường ở trong máu, gây phản ứng đường máu thấp.
với các triệu chứng say vải như là váng đầu, buồn nôn, da mồ hôi, nóng trong người khiến nổi nhiều mụn. Quý anh chị thân mến, qua cái video này thì chúng tôi đã chỉ rõ cái công dụng của trái vải cũng như là cái nguy cơ gây hại đối với sức khỏe, có cả mặt lợi và cả mặt hại. Vì thế mà nếu nghiện trái vải, bạn cũng chỉ nên ăn ở cái mức độ vừa phải để phát huy hết cái lợi ích của nó và hạn chế cái tác hại đối với loại trái cây tuyệt vời này. Và cũng rất mong rằng với kiến thức này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.